Xin chào các bạn, tôi tên là Hóa, đã phụ trách bộ phận thiết kế công ty cổ phần kiến trúc Kisapo. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một vị chủ nhà tên là anh Cường, tại chủ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Thắng. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là công ty của anh, chuyên xây dựng công nghệ sản xuất thép, kinh doanh xây dựng cấp các loại vật liệu điện. Hôm nay công ty chúng tôi xuống đây để nhằm phục vụ thiết kế cho anh Cường một ngôi nhà biệt thự tân cổ điển với diện tích là chiều rộng tầm 11m, chiều dài là 18m. Đấy, với 3 tầng. Thì mời các bạn cùng chúng tôi quan sát xem quá trình khảo sát của công ty chúng tôi diễn ra như thế nào nhé. Thì khu đất nhà anh nằm trên mặt đường thôn 6, xã Hoa Đông, Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng. Thì mời các bạn xem. Thì diện tích khu đất nhà anh với chiều mặt đường là 25m, chiều dài mặt đường các bạn có nhìn thấy đây, chiều dài mặt đường là từ cái biển này đấy, từ cái biển chỗ cái lồng đèn đấy, giáp cạnh một bên trái, nhìn từ bên ngoài vào là giáp cạnh một cái đường, nhìn thấy giáp cạnh cái đường. Bên phải, phía bên phải là cái cây cột đèn, cây cột đèn bạn có thể nhìn thấy rằng chiếc ô tô của chúng tôi đi xuống nhà anh ấy có cái biển báo đấy. Đấy là phía phần cái bên phải, nhìn từ bên ngoài vào và giáp với khu đất nhà hàng xóm chưa xây dựng. Rồi, 25m. Và xin giới thiệu với các bạn là chiều sâu của cái khuôn viên đất nhà anh là dài 48m, chính xác là 50m. Thì phần 2m là từ mặt đường vào là chắc là chưa có sổ đỏ hay gì ấy. Rồi, thì bên trong thì bị thu vào bên trong chỉ có 20m thôi. Thì giới thiệu qua với các bạn tí tôi sẽ giới thiệu sau. Và nó thu vào cái đoạn gọi là 20m thì sẽ thu vào còn 20m đấy, rất số rất đẹp. Thì, tôi sẽ cùng tiến vào để các bạn xem hiện trạng bên trong như nào. Khu vực mặt đường rất đông xe cộ đi lại. Đây, phần bên phía bên trái nhìn từ bên ngoài vào là có một cái cột điện cao thế, trạm điện rất là to, trạm biến áp 63 kV ampe, còn 34 35 kV. Đấy, đường cấp điện từ bên trước ngoài là đường. Đây, gồm rất nhiều lô đất. Rồi, chúng tôi cùng tiến vào xem. Bên trong là một cái khu nhà cũ. Và từ tôi tính chiều dài từ đây nhé, các bạn nhìn thấy từ cái cửa gác xếp này đấy, đi vào bên trong tôi tạm tính là 20m. Đây, đi vào bên trong một khu đất rất rộng. Đấy, với chiều sâu là chiều sâu bên trong là 20m, sâu vào bên trong 20m và chiều rộng từ đây sang 25m. Đây là hiện trạng nhà cũ. Thì tương lai để xây dựng ngôi biệt thự tân cổ điển này thì gia chủ sẽ xóa hết, phá hết cái khu vực nhà cũ hiện trạng này đi. Rồi, đây tại đến vị trí cánh cửa đây thì bạn có thể nhìn thấy nay tương lai gia chủ sẽ làm khu vực sân vườn. Đấy, đến vị trí bậc của tôi đây, sân vườn. Thì từ vị trí bậc này, đây các bạn có thể nhìn thấy từ vị trí bậc cánh cửa này tới cái cửa gác xếp trên kia vừa nãy tôi đi vào đấy là 20m. Thì từ đây đến đó sẽ phục vụ cho sân vườn. Rồi, còn chiều rộng của khu đất là 25m. Đây, tôi sẽ đi sang bên cuối khu đất cho các bạn nhìn. 25m, một ô đất rất vuông, phần đầu rất vuông, phần sau cũng vuông nhưng bị thu hẹp. Đây, 25m đến tận cuối này đây. Đấy, vị trí bị giật vào đây, rất vuông nhá, nếu mà tính thì nó sẽ thành hai ô vuông nhé. Đấy, với phần mặt tiền là 25m, phần sâu 20m. Thì dự kiến cái phần ô vuông đầu tiên thì gia chủ sẽ làm sân vườn toàn bộ, trừ cái khu vực tính từ mép bên trái màn hình, nghĩa là nhìn từ bên phải đường vào ấy, giật sang 10m chiều rộng.
đấy, xong sâu vào 5 mét là sẽ bố trí một gara. Thế là gara này cách mặt đường 5 mét và cách phía bên phải nhìn từ bên ngoài vào là 10 mét là sẽ xây dựng một cái gara giật vào phía bên trong này. Rồi còn đâu toàn bộ khu vực đấy là sẽ là sân vườn. Thì các bạn đã có thể hiểu được cái phần đất rất rộng bên ngoài này chỉ để bố trí sân vườn, cảnh quan và khu vực các xe thôi, à khu vực gara xe thôi. Đây là phần giật vào, phần giật vào từ cái bức tường này đây xuống đến phần ranh giới bên phải của khu đất là 5 mét, và từ cái phía giật vào xuống bên dưới là chiều dài là 28,6 mét. Đấy, vuông 20 mét luôn. Thì là bị giật vào 5 mét mà. Từ phía bên phải này, giật vào 5 mét nghĩa là nó sẽ vuông 20 mét đoạn bên trong và sâu 28,6 mét. Đây là khu vực bên trong với chiều sâu như tôi đang cho các bạn thấy là 28,6 mét, và chiều rộng này là 20 mét đã bị giật vào 5 mét so với phần ô vuông bên ngoài. Thì gia chủ định xây khu vực biệt thự Tân Cổ Điển ở phía đằng sau với yêu cầu bắt đầu ngôi nhà rộng 11 mét, sâu 18 mét, cách mép nhà cũ hiện trạng 2 mét. Đấy là nghĩa là từ 2 mét ở đây, từ 2 mét này giật xuống đằng sau 18 mét, và từ rộng từ mép bên này, từ mép bên trái nhà này giật sang bên ngoài này 11 mét sẽ là phần đất xây dựng ngôi biệt thự Tân Cổ Điển. Như vậy phía đằng sau này sẽ có 20 mét này, trừ đi 2 mét giáp nhà này, trừ đi 18 mét thì còn 28,6 mét, trừ đi 2 mét, trừ đi 18 mét thì còn 8,6 mét. 8,6 mét là khu vực sân sau này. Thì khu vực sân sau này là 8,6 mét này sẽ được bố trí khu vực sân vườn hoặc ăn cơm ngoài trời, thì sẽ bố trí giàn hoa tiểu cảnh gì đó ở phía đằng sau ngôi nhà. Đấy, với diện tích rộng bằng ngôi nhà luôn, 11 mét chiều rộng, 8 mét rưỡi chiều sâu. Thì các bạn đang thắc mắc là phía bên phải của ngôi nhà thì sẽ để làm gì, thì xin thưa với các bạn là ngoài phần 11 mét chiều rộng để xây dựng thì bên ngoài còn 9 mét thì gia chủ sẽ để tiến hành xây một cái vị trí bếp sát khu vực tường dưới, nhưng mà lại phải cách phía bên phải. Đây, phía bên phải là phía giáp bên tường này, các bạn có thể nhìn thấy có cái cánh cửa xếp kia. Đấy, cách vị trí cửa xếp đấy giật vào đây 4 mét là sẽ có một cái chiếc gara, à một chiếc nhà bếp để sinh hoạt chung. Và bên trong giật vào 4 mét và nhà bếp sẽ tiến ngang ngôi nhà từ bên trên giật xuống. Ở đây sẽ có cầu thang đi vào, à sẽ có lan can đi vào bếp, hành lang đi vào bếp phía đằng sau. Rồi, tôi giải thích thế là chắc mọi người mà theo dõi thì cũng đã hiểu tất cả khuôn viên, khu đất và cách bố trí xây dựng theo yêu cầu của gia chủ như thế nào. Đấy. Thì xin mời các bạn tiếp tục theo dõi quá trình khảo sát bằng máy bay flycam để quét lại hiện trạng khu đất một lần nữa và để xem tổng thể khu đất phong thủy như thế nào. Thì xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dùng flycam để bay khảo sát cái công trình biệt thự Tân Cổ Điển này. Công trình biệt thự Tân Cổ Điển 3 tầng. Bây giờ các bạn cùng tôi xuất phát nhé, để xem công trình này hình dáng khuôn viên khu đất như thế nào. 1, 2, 3, 4. Ok, đang lấy cái sóng GPS. Ở đây chưa bắt được sóng GPS này. Ok, được quá. Hay. Chưa bao giờ nó phải bốn cái vạch màu xanh rồi. Rồi ok. Rồi. Các bạn nhìn thấy đây là chỗ công viên. Cái chỗ này là gọi là cái gì anh nhỉ? Phân 6.
xóm Sơn Động, Hoa Động. Đã Hoa Động đúng không? Đúng rồi, đây là toàn bộ cái xã Hoa Động. Đây mặt trước của công trình này. Đó. Đây là đường này, đường này mấy mét anh rời nhỉ? Ô tô của chúng tôi đang đậu trước cửa nhà nó. Trên 6 mét đúng không ạ? Đối diện là công trình là xa là ruộng thôi. Ok. Đây là con đường chính của gia chủ. Người đông rồi. Ok, chúng ta không ảnh hưởng gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái mặt bằng của công trình nó như thế nào. Chúng tôi sẽ bay lên cao nữa để các bạn nhìn. Anh Cường chỉ cho mọi người xem. Đây xuống dưới nữa đúng không? Có hơi chéo thật. Đây, đây là hết rồi đúng không? Cái tô là hết đúng không? Đây, chúng tôi sẽ chụp lại để làm hiện trạng của công trình luôn. Đây là từ cái chỗ đằng trước là bao nhiêu mét anh? Chiều ngang này này. 25 mét. Còn đằng sau là 20. Chiều này là bao nhiêu anh? 48,6. Ở đây là có một cái ngõ đằng trước này đúng không? Dạ. Cái điện này là cột điện ngay đầu này đúng không? Đây chạm biến áp đấy. Thoát nước này ở đằng trước rồi. Rồi. Bây giờ mục tiêu anh ấy phá hết toàn bộ này đúng không? Hiện tại đang là xưởng thép. Xưởng sao công sản xuất kết cấu thép thì bây giờ anh bỏ hết này đi. Cái vị trí mà chúng tôi sẽ làm cái biệt thự là có diện tích là 11 x 18 ở khu vực này đúng không ạ? Đấy, và anh ấy sẽ làm một cái khu vực bếp ăn xây riêng độc lập bếp và phòng ăn ở đây. Đằng sau cách đây là 4 mét ra là mét của cái bếp. Đằng đây 4 mét ra, hai bên này trồng rau. Ở khu vực này thì phía sau bên cạnh của cái nhà ăn và phía sau của cái biệt thự tân cổ điển 3 tầng này thì sẽ chúng tôi sẽ làm cái sân chơi. Đấy, vừa trồng phong lan và vừa làm bàn ghế để uống nước ở đây. Toàn bộ từ đây hất ra để làm sân chơi thôi. Và anh làm một cái gara ở đây. Gara, gara ô tô. Ok. Rồi bây giờ ok, xong rồi anh Hóa. Từ công nghệ này chúng tôi sẽ xem các yếu tố phong thủy cũng như là quét luôn toàn bộ cái mặt bằng hiện trạng của công trình biệt thự tân cổ điển 3 tầng này. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế và cần chúng tôi tư vấn, có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới để chúng tôi có thể đến trực tiếp khảo sát tư vấn thiết kế cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.